Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ tiến hành viết bài review cho các sản phẩm mà chúng ta đã chọn ở Amazon theo các hướng dẫn ở trong video trước. Thì chúng ta đăng nhập Google Press, chúng ta chọn phần Add New Post và chúng ta điền tên cái sản phẩm mà chúng ta muốn viết cái bài review đó ở trong cái phần tiêu đề. Các bạn có thể thấy ở trên màn hình cái form để chúng ta điền vô. Thì nội dung chúng ta đã copy ra sẵn ở trong cái file text và chúng ta sẽ điền thông tin vô. Đó là cái tên mà sản phẩm của chúng ta, như trong các video trước các bạn đã thấy. Chúng ta điền tên sản phẩm vô. Và chúng ta có thể publish luôn cũng được để chúng ta xem nó như thế nào. Nhưng mà có thể là chúng ta sẽ public null, hoặc là chúng ta sửa chữa null cũng sau đó cũng được, hoặc là chúng ta viết xong chúng ta hãy public. Bởi vì ở đây chỉ muốn cho các bạn xem thử demo cái tiêu đề bài viết nó sẽ làm như thế nào mà thôi. Chúng ta copy cái nội dung bài viết ở trong cái phần trước chúng ta đã copy sẵn, là trong phần text chúng ta copy hết ra, bao gồm cả feature description và phần specification cho cái sản phẩm này chúng ta copy vô. Nên nhớ là chúng ta đã sửa cái nội dung bài viết này, chúng ta đã sửa rồi ha. Bây giờ chúng ta chỉ việc post vô mà thôi. Nếu mà các bạn đã thuê người bên ngoài viết thì chúng ta lấy cái nội dung bài viết đó và chúng ta post lên, cũng tương tự như vậy mà thôi. Thì trong quá trình viết bài thì chúng ta có thể muốn làm nổi bật một số cái từ khóa, tên sản phẩm một cách in đậm, in nghiêng hay là gạch dưới hay là như thế nào đó. Và thì chúng ta sẽ làm cái phần đó cho nó nổi bật hơn. Tức là chúng ta sẽ tô đậm một số từ khóa mà chúng ta muốn mọi người nhìn thấy kỹ hơn, và chúng ta tô đậm. Hoặc là những cái mục, ví dụ như là ưu điểm chúng ta tô đậm vô, nhược điểm chúng ta tô đậm vô ha. Rồi mấy cái phần bên trên các bạn thấy là specification, description hay là các phần tương tự, chúng ta lên phân chia nó ra như vậy để cho người đọc người ta dễ nhìn. Description thì chúng ta specification thì chúng ta có thể thêm các cắt đầu dòng. Ở đây chúng ta thêm bằng cách là các dấu chấm. Feature chúng ta tô đậm ha. Rồi những cái thông tin này chúng ta có thể làm tương tự các bạn nhìn thấy trên màn hình. Các bạn thấy là rất là dễ dàng. Mục đích là chúng ta muốn cho cái thông tin hiển thị sản phẩm nó được rõ ràng hơn, và việc hiển thị nó cũng sẽ dễ nhìn hơn cho quá trình mà chúng ta viết bài. Các bạn thấy là việc viết một nội dung bài review khá là đơn giản nếu mà chúng ta đã có sẵn nội dung. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta có thể thuê, hoặc là chúng ta lấy nội dung từ trang Amazon cho các sản phẩm mà chúng ta muốn viết. Chúng ta update lại ha, cập nhật lại cái bài viết mà chúng ta vừa viết để xem nó như thế nào.